Cách tốt nhất để ngăn ngừa phì đại tiền liệt tuyến, đàn ông nhất định phải biết. Từ độ tuổi 40 trở đi thì nam giới bắt đầu có nguy cơ mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Và đây là một cái hiện tượng gì? To lên bất thường của tuyến tiền liệt mà nó gây chèn ép vào niệu đạo và bàng quang. Và cái tình trạng này có thể dẫn đến nhiều các cái biến chứng nguy hiểm như là nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi bàng quang hay thậm chí là gì, là ảnh hưởng đến chức năng của thận và chi phí điều trị rất tốn kém và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Cái thứ nhất là hãy đi tiểu ngay khi có nhu cầu và không nên nhịn tiểu quá lâu. Có rất nhiều anh em nào mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng cái việc là nhịn tiểu sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cái hệ tiết niệu hay không. Không bao giờ điều đấy xảy ra. Trên thực tế thì nhịn tiểu sẽ gây ra rất nhiều các cái tác hại khôn lường cho sức khỏe của chúng ta. Và cái việc này thì không chỉ gây bệnh phì đại tuyến tiền liệt mà nó còn có thể gây nhiễm khuẩn cái đường tiết niệu của chúng ta, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp nhiễm trùng bàng quang của chúng ta. Và cái thứ hai là chúng ta nên tập cái thói quen đó là tiểu tiện một cách đúng giờ, cho dù là chưa buồn tiểu cũng đi tiểu tiện đúng giờ. Cái điều này là gì? Là rất lạ đúng không? Thì các bạn hãy nghe tôi giải thích ngay sau đây các bạn nhé. Một người khi mà khỏe mạnh thì sẽ đi tiểu khoảng tầm 6 cho đến 7 lần một ngày, và mỗi lần thì sẽ khoảng tầm 150 cho đến 300 ml, và cái khoảng thì khoảng cách giữa các lần nó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Và nếu đi tiểu dưới số này thì có nghĩa là bạn đang uống quá ít nước, ăn quá ít rau hoặc là các cái thực phẩm chứa nhiều nước, ăn quá ít. Và cái thói quen tiểu đúng giờ giúp cho các cái độc tố ở trong cơ thể chúng ta được đào thải liên tục, và nếu tập nó thành một cái thói quen tốt thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn và giúp được phòng được các bệnh phì đại tuyến tiền liệt một cách hiệu quả, và đặc biệt là còn rất nhiều các cái bệnh khác chúng ta có thể phòng được. Và cái số 3 là chúng ta cần làm gì? Là uống đủ nước mỗi ngày. Mỗi người chúng ta cần uống khoảng tầm 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày, và lưu ý là hạn chế uống nước vào buổi tối vì có thể gây cái tình trạng là đi tiểu đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Và cái thứ tư là giữ cái chế độ sinh hoạt tình dục một cách đều đặn. Điều này không chỉ giúp cho bạn giảm stress mà nó còn đem lại rất nhiều những lợi ích về mặt sức khỏe như hệ thống tim mạch, hệ thống miễn dịch và tuần hoàn máu rất tuyệt vời. Và ngoài ra thì việc duy trì đều đặn chuyện ấy còn giúp chúng ta thúc đẩy cái quá trình sản sinh cái testosterone trong cơ thể của chúng ta, giúp cho anh em nam giới duy trì được phong độ và góp phần phòng ngừa bệnh phì đại tuyến tiền liệt lành tính. Và bên cạnh đó thì anh em cũng cần phải duy trì cho mình một cái chế độ ăn uống hợp lý nhất để đề phòng các bệnh lý liên quan đến tuyến tiền liệt. Chúng ta hãy ăn nhiều rau xanh, nhiều trái cây và hạn chế ăn các cái thức ăn cay, thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ, hạn chế sử dụng rượu bia và đặc biệt là thuốc lá hoặc là cà phê sử dụng quá nhiều hay là các cái chất kích thích. Và cái cuối cùng là hãy tập thể dục một cách đều đặn thường xuyên. Một ngày chúng ta chỉ cần chạy bộ, đi bộ, bơi lội khoảng 20 cho đến 30 phút là đã góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt. Và hơn nữa thì thể dục còn giúp cho chúng ta gì, giảm thiểu cái tình trạng là dẫn đến cái phì đại hoặc là ung thư tuyến tiền liệt. Và như vậy thì phì đại tuyến tiền liệt là bệnh mà anh em chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phòng ngừa được các bạn nhé. Mặc dù hiện nay thì y học đã có rất nhiều những phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt một cách hiệu quả, nhưng xong thì các bạn phải hiểu như này: phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chúng ta chữa bệnh. Và anh em hãy tập cho mình một cái thói quen sinh hoạt tốt, một cái lối sống lành mạnh để chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, tránh đau đớn và tốn kém chi phí ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và nếu như bạn thấy cái video này là hay, là hữu ích thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Còn nếu như bạn có bất cứ cái thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ hay các cái vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sinh hoạt tình dục của các bạn thì đừng ngần ngại điều gì hết. Hãy liên hệ trực tiếp để tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành, hướng dẫn và tư vấn thật kỹ cho tất cả các bạn các cái giải pháp điều trị mang tính chất an toàn, khoa học và bền vững nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.